em nói là biết sao không? Vô thuốc an thần, hiểu không? Vô thuốc an thần, mỗi giờ họ đi đâu làm gì cũng bị nói này nó nọ hết, vô thuốc an thần, vô thuốc an thần. Công ty giải trí Duy Khánh chưa muốn dịch cũng không thích lòng tiếng. Trân trọng giới thiệu phần 2 của bộ phim hài xàm xí nhất mùa Tết Con Trâu 2021 mang tên Sớm Sân Si. Hoa Hoa, Hoa kêu cô trò đi được không? Cho mày tao đi. Trời ơi, cái gì khó quá. Hoa Hoa kêu cô với con. Đó, dễ thương hả? Ê, dạ, chó. Dạ, cái gì hả? Trời. Đó, cái gì mà con phải tụt á. Trời ơi, có thể là người thôi, là quỷ lại yêu. Quỷ đi. Không, thương đi, thương. Mới. Mới yêu. Ờ, quý thương. Không, nếu chính nó thì phải chạy về nhà để mà chăm thuốc vô. Thôi đừng chăm thuốc. Vậy không? Thuốc nó dùng. Cái này nó dùng hơn. Chăm gì ạ? Chăm nhớ. Chăm. Chăm dầu, chăm nhớ. Tôi thấy oi rồi. Tôi thấy oi rồi. Hoa ơi, mệt quá. Cái gì thôi? Hoa chọc ghẹ quá. Hoa chọc ghẹ quá. Gieo quá, gieo á. Cái gì gieo không? Gieo mòn á. Gì gieo quẻ. Gieo quẻ á. Biết. Thầy nói gì vậy? Gieo. Bây giờ gieo đi, gieo quẻ đúng không? Má thật sự biết con không? Không, tôi nghe một người trong xóm đồ mà nhiều lắm luôn á. Đồ nhiều, đồ đó mà có đúng, tôi tới coi nha. Ừ. Ok, vậy bắt đầu từ đâu, mình lấy gì? Lấy mạng bà. Không, tôi chỉ cần thuốc thôi. Không, tôi cần thuốc thôi. Thuốc là số. Trời ơi, mày vô cái gì thế? Lần đầu tiên Phúc gặp Khánh á, Phúc bị hoảng á. Kiểu như là tự nhiên đang ở trong buổi họp báo. Xong cái tự nhiên Khánh nhào vô. Tụi ăn cướp tính qua bóp cổ Khánh rồi đó. Xong cái Khánh nói chuyện dễ thương, nói trời thích bà lắm, bà thì kia nói vui lắm. Nói chung là lần đầu tiên là ấn tượng rất là tốt, tại vì Khánh rất là thân thiện. Đây là người ha? Không, đây là quỷ là yêu. Trước khi mà tôi nói bà nghe, tôi vẫn từng xài lắm. Mái chào đi tiếp. Nhìn bà yếu dữ rồi. Rồi thực ra đây là lần đầu tiên mà quay chung một cảnh với Khánh luôn. Tức là có đi chung phim với Khánh rồi nhưng mà không quay chung. 3, 2, 1, chị tiếng trình tiếng gì? Tiếng dầu. Cái tên bộ oi à, sao vậy oi, baby oi. Có bé ốc trâu không? Ốc trâu xài baby ok. Không má. Có hàm hay rồi. Còn cái cảnh này là quay với cảm giác như là quay quay cả đời không xong. Kiểu vậy. Ấn tượng hơi xấu. Vì tin cái này hơn. Tiếng gì? Tin dầu. Dầu có cái tên bộ ơi. Tiếng gì? 2, 3. Ok. 2. Cầm máy à? Hết mắt rồi vậy. Rồi, cầm máy nè. Ba lăm lẻ. 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 Ba mắt đi chẳng bị cháy. Thánh cậu không phải chứ không cậu đâu. Nhưng mà không phải chưa lên nha. Không xả nó xuống sàn nha. Gáy cái gì vô cái mình gáy hoài. Không. Đi thi aerobic hả? Thế là 2, 3. Đi thi aerobic hả? Không phải này, tôi có thêm một cái tình về khớp. Ok. Hai ba. Dài, xin lỗi mọi người.
hai ba. Đi thi aerobic hả? Không phải, không, này nói thiệt luôn là bị khớp. Bị khớp thì bác sĩ có kêu là ăn đậu bắp á, nhưng mà tại mẹ hai là đặt đây giờ hai ba. Em phải, em phải. Anh to như vậy có gì hết được. Vui lắm. Đi quay thật sự là cảm giác như là nếu mà quay với Khánh là vui, vui lắm. Rồi kiểu mà cười cả ngày không thôi. Sao đang vui lắm hả? Vui. Có bị bất mãn không? Không, vui. Không, không có một chút bất mãn hả? Không. Thật sự là kiểu như là nói cho chân thành nha. Vui lắm. Không, không được. Tại vì Khánh là một người rất là tốt, thiện lành. Không, bà nói chuyện cũng hơi giỏ rồi đó mẹ. Lâu lần quy phụ. Vì mỗi số tiền bây giờ là đây. Đáng yêu. Không hiểu, không hiểu, không hiểu. Vậy thôi, thôi, thôi. Đó, kiểu vậy. Dạ, hết rồi. 34 là kiểu 2 năm chỗ. 30 ngủ đế. 3 dư ngủ đế. 3 dư ngủ đế. Bắt chế đi tìm. Dạ nếu như mà được tặng Duy Khánh một món đồ á thì Phước sẽ tặng Khánh một khẩu trang với một cái dây chuỗi để Khánh, thứ nhất là Khánh che miệng Khánh lại, với lại Khánh thiện lành nhiều hơn tại miệng hơi ác á. Bà có thường rồi quay giá cái tên à không cái miệng Khánh thiện á, nói điều hay ý đẹp không mà. Dạ thì nếu được tặng thì tặng hai món đó. Trong cuộc sống đôi khi mình phải trải qua những biến cố, cuộc sống đã có một cái tờ hai biến cố. Khi mà biến cố xảy ra, hiểu sẽ làm trưởng thành lên, hiểu chưa? Khi nào mình gặp biến cố, mình sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Khi tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, hiểu không? Thật sự là tiền cứ làm em vui vẻ lắm. Ê, đúng nha má, tôi truyền thuốc hoài, cứ 10 phút cần miêu, 10 phút cần miêu, bạn lại phải chọn dùng một miếng tiền. Có cần đặt cho nó lên men không? Không, không cần, không cần, tại vì bác sĩ đã nhắn men sẵn rồi. Ủa, nó gọi là Ben hay Ben? Ben. Rồi cái thứ 2 và... Không, 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 tại vì bác sĩ đã lựa Ben sẵn rồi. Ben mày như lựa đậu. Được rồi, tại vì nó chỉ có một cái like Ben. Rồi 2 đó. Không, 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 tại vì đây là bác sĩ đã lựa được Ben sẵn rồi. Tại vì nó có một cái đường Ben rồi. Anh, tao có gặp cái đề chưa? Cái này ai mà không, cái này là bác sĩ lựa sẵn rồi, có nghĩa là tại vì nó có cái đường nên là mình chỉ còn để như mình vô nghi. Nghe nè, bây giờ đố mít thi làm được giống anh coi nè. Kêu quá anh ơi, chuyện gì vậy? Hello, chào tất cả các bạn, mình là Mithy nè. Lần đầu tiên mình gặp ảnh là lúc mình làm một cái show ở bên mình có mời anh Khánh qua. Thì lúc đó là anh Khánh đang rất là nổi tiếng, thế nên là anh Khánh đặt đó rất là chảnh. Anh Khánh còn không thèm liếc mắt nhìn mình một cái nữa mà anh Khánh đi tới show sau anh Khánh bỏ về luôn. Thế nên là lần này mình tới đây mình cũng hỏi anh Khánh sao đợt đó anh Khánh chảnh mình quá à. Không hiểu tại sao luôn mọi người. Tiếp xúc miệng buổi sáng với buổi tối rồi. Còn buổi chiều mà sao không nè, không xúc. Vậy là anh xúc cái gì sao? Anh đang uống nước chanh. Nước chanh là trong đó nó có acid hyclocitric. Có không hyclocitric? Hyclocitric là HN3O4M. Rồi anh xúc cái gì? Gì? Anh xúc cái gì? Thì xúc cho nó thông gỗ để ném tập đi. Hồi nhỏ đi học là anh kiểu anh thi á, đứa nào mà bị sặc cứ thua. Lên tới mũi rồi. Không chắc. Trời ơi, mày nhét trái gỗ tao rồi. Chị anh á, có không? Đấy, là bây giờ em xúc cổ họng em cũng hay lắc cái cổ vậy hả? Không, em có cái cổ đâu anh. Không quên. Mày cứ làm cái gì cái đầu tao, từ nãy giờ tao không xúc miệng được cái tụi bay luôn á. Thì để em làm cái đi. Anh đừng có tiên cái này nữa là anh xúc được rồi nè. Trời ơi, anh bị bệnh. Không, phải lục anh bị bệnh, cô Di. Em nhớ cái tập cuối không? Cái tập cuối của phần 1 đó là cô Di là bị nhức đầu đó. Không, nhớ không. Gặp Dư Lê, bác sĩ Dư Lê và bác sĩ Thanh Trực đó, khám đó. Thì tập này là bác sĩ là cho thuốc chấm vô nè. Yên rồi.
anh là nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam mình, nghệ sĩ hài đầu tiên ở Việt Nam mình đi theo lối diễn quạt ôm. À, thực ra là mình, nếu mà mình tặng anh Khánh một món đồ bất kỳ thì thực ra là anh Khánh đợt trước có nhờ mình mua đôi giày ở bên Trung Quốc. Đôi giày cũng rẻ tiền thôi, hàng chợ thôi, nhưng mà mình cũng đã mua rồi và mình sẵn sàng tặng ảnh rồi. Nè, đây là quà em tặng anh. Nhân dịp là sống sexy season tập 1. Bây giờ mình tới season 2 rồi. Mày nói gì vậy? Mày nói gì? Season gì tập 1 cái gì? Sống sexy tập 1. Là đáng lý là em tặng anh từ hồi tập 1. Mà bây giờ mình quay tới season 2 rồi. Oh, em mới có dịp để... Cả một quãng đời rồi đó hả em? Dạ đúng rồi, em để nhà em chuyển ba em thôi. Thôi chuyển ba cái nhà rồi đi, nó bị hư chồng em. Không, quan trọng tấm lòng thôi chứ. Dạ, anh không có rồi. Chê cái kiểu mà hộp nhìn nó rẻ tiền. À khóc, ý là... Ủa thế vậy? Không, ý là cái hộp nhìn ok lắm, nhìn kiểu... Ủa nhưng mà... Không, nhìn ngày đó sao? Thôi em đem về không, nha. Nhìn mà... trân trọng. Không, anh nghe kỹ nè, anh thấy không? Thật ra là từ cái nếp góc này là... Ủa khoan, là mà nó nghe nè, khoan. Xem kỹ vô coi, sao kỳ vậy? Em giải thích cho nè. Tiếng gì đây? Em đọc giùm anh đi. Đây là tiếng Trung Quốc, mà em giải thích được. Đây là phân tập anh đi được nữ nam. Wow, tuổi 40 tuổi. Tuổi 40. Là cái nhân vật Kimochi á đúng không? Đúng rồi. Quá đó. Còn dưới là... Ở dưới này là chúc anh sinh nhật vui vẻ. Còn đây là cái mã gì em? À mã này mã vui vẻ thôi. Chứ phải là cái ngày anh chết đúng không? Dạ rồi, không trời, vậy sao á? Mở ra đi, mở ra cho em. 1, 2, 3. Chưa thấy gì luôn. Đáng ra phải bất ngờ cái đạn này chứ. Wow. Em không biết có chuyện chết trong này không. Ủa, cái này là gì? Tặng thuốc hả? Vậy em để nhặt wow. Lâu quá em sợ là nó bị... Không, anh giống như là mấy cái chương trình game show thực tế mà kiểu mình ăn cái đôi giày có phải sô-cô-la đúng không? Nè, thì lấy là giống như kiểu... Đây chắc chắn phải là sô-cô-la. Thôi anh ơi, tỉnh đi anh. Ủa sao vậy? Trời ơi, đẹp cái này nè cô ơi, đẹp chưa? Dạ. Nói gì vậy? Chị để làm gì? Đây là đôi giày Messi mua tặng em. Anh chị anh chị. Anh chị. Vậy hai đứa mình là đi chung rồi, còn hai cái chân giữa. Không, thì ý là anh... Đó, anh, đó hai người mang cái chân giữa, còn hai chân bên ngoài. Không, ý là anh mang chân ngoài. Anh mang chân phải. Anh mang chân phải thì cô mang chân trái thì anh với cô còn hai cái chân nữa. Đó. Em ơi, trời đẹp quá. Trời cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà em hỏi anh nè. Sao anh hứa anh tặng em cái ghế? Anh có hứa với mình là anh tặng cho mình cái ghế diễn viên để đi ngủ á. Nhưng mà mình mãi chưa thấy. Tại anh hứa là anh tặng mình cái ghế nên mình mới hứa tặng anh đôi giày. Mà giờ mình có đôi giày rồi mà anh không có cái ghế nên mình cũng hơi buồn một chút. Anh hứa tặng em nè. Anh em hứa là tụi mình, anh nhớ là tụi mình trao đổi với nhau mà sao bây giờ tự nhiên thành ra lại tặng anh vậy? Cái ghế anh ta. Em có biết không? Nhìn đó. Quên đi không? Không phải. Anh nhìn anh quên em rồi phải không? Không, ý là nó có nhiều những cái năng lượng tiêu cực ở trong cuộc sống. Nó rơi trong vũ trụ. Rồi sao tự nhiên mất em? Bị quên. Chứ đâu phải là mua sắm không, thật sự. Nhớ á. Yên tâm. Tặng á, hứa tặng á. Em mua rồi. Mua rồi hả? Trời ơi. Ôi kỹ vậy. Không, ý là đỡ cho em á. Chứ em đi qua em không có ghế nào mà khổ em thôi. Thôi chắc là phải kiếm quà khác để dành cho Miss Thi quá. Chúc mừng sinh nhật cô Kimochi. Chúc cô Kimochi tới nay sẽ được thốt lên ba chữ Kimochi nhé. Dòng linh đang tấn công từ phía sau con. Chập nhẹ nhắm tới cô. Mày là ai? Okay. Biết đi. Biết à? Gì? Biết đi, cô Chi. Đi ra đi, cô Chi. Ủa, bình thường cô đâu có uống mặn cái gì. Bây giờ bóng dưới cũng sạch tính. Cột chì có cạnh. Con bình tĩnh đi chút, cô chị sẽ cứu con. Con, còn là con. Ủa, nói tiếng. Ủa, chúc Khánh tỉnh táo hơn. Vẫn là tỉnh táo hơn. Không, hình như với Khánh là Phúc chỉ chúc Khánh tỉnh táo thôi. Tại vì Khánh luôn ở trong một cái tình trạng là bị tâm thần phân liệt á. Thank you.
Nó kiểu như vậy. Thì Phước mong muốn là Khánh có một cái tuổi mới tràn đầy năng lượng và thực sự phải tỉnh táo. Tầm 4 giờ chiều hồi ở ngoài kia bằng ghế á, bằng ghế sẽ đủ không ạ? Sẽ cùng nhau like và share thật mạnh cho sitcom Xóm Sân Si của Duy Khánh với sự góp mặt của Vicky. Chúc các bạn có một mùa Tết vui vẻ. Dạ, Phước hy vọng là mọi người sẽ đón nhận sản phẩm Xóm Sân Si của Duy Khánh. Nhớ like, subscribe kênh của Duy Khánh và đón xem nha mọi người nha. Nhân dịp Tết đến thì Phước cũng chúc cho cô chú, anh chị, bạn bè, mấy em ai cũng nhiều sức khỏe hết, vui vẻ. Năm mới ai cũng tràn đầy sức khỏe hết. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.